Xin chào cả nhà, chào mừng cả nhà đã trở lại kênh của hai vợ chồng mình nha. Nay thì mình vô bếp mình làm mì xào mực cả nhà ơi. Liệu thì ở đây mình chuẩn bị gồm có là mực nè. Mực này thì mình đã mua về và mình rửa sạch luôn rồi, mần sạch luôn rồi nha cả nhà. Bên đây thì mình có là hai quả ớt chuông, một cái bông cải xanh, một củ cà rốt, hành lá và 5 gói mì xào nha. Giờ đầu tiên thì mực này mình đã mần sạch rồi, giờ mình sẽ cắt ra khoanh tròn. Rồi mình luộc rồi mình xào. Xắt khoanh tròn bự bự cho nó ngon. Mực rất là tươi, rất là ngon luôn. Mực sắt xong rồi, giờ mình sắt rau củ luôn. Ớt thì mình cũng sắt ra luôn. Tất cả hồi mình đều trần sơ qua nước sôi nha. Cái này mình bỏ cái phần hột ở trong đi. Lấy cái phần vỏ thôi. Sắt miếng miếng vậy nha cả nhà. Có chuẩn bị cái gỗ nè, cho qua đây. Một ít thì mình sắt cộng, một ít thì mình sắt vuông. Ớt vàng mình cũng sắt giống vậy luôn. Mình bỏ hết hột luôn nha. Nước mình bắt để trụng mực á cũng sôi rồi, giờ mình đi trụng mực. Rồi mình quay lại mình sắt cái này tiếp. Để mực lâu quá nó không có ngon. Mình cho hết mực vô mình trụng luôn. Trụng sơ qua. Mực mình trụng nó cũng đã săn săn lại rồi nè. Giờ mình vớt ra nha. Cái này hồi mình còn xào nữa, cho nên là mình không có sợ nó sống nha cả nhà. Ở đây thì mình cho qua thao nước lạnh cho mực nó giòn nó ngon. Mực rất là ngon luôn á. Đi chợ sớm mua mực rất là tươi. Mực mình trụng xong rồi nè, giờ mình ngâm trong nước lạnh một xíu nha. Giờ mình sắt tiếp cái bông cải. Bông cải này thì mình sắt mình tách ra nó nhỏ nhỏ. Rồi xào vô chung ăn cho nó ngon. Thank you.
cho vô chung luôn. Rồi mình luộc chung một lượt luôn. Rau đồ mình cũng cắt xong hết rồi, giờ đợi nước sôi đặng tụng rau. Trong thời gian đó thì mình sẽ đi làm mì. Mình làm mì xào thì cái mì này nè, mình sẽ không trụng nha cả nhà. Mình sẽ làm theo cách của mình, là mình sẽ ngâm mì qua nước lạnh. Cái tụng mì nó không nở quá nhiều, nó sẽ ngon hơn. Ngâm nước lạnh cho cái cọng mì nó vừa nở ra thôi. Cho nước lạnh vô ngâm. Mình cho ngập gói mì luôn. Nước mình bắt để trụng rau ở đây cũng sôi nè, mình cho vô đây miếng muối. Rồi mình cho hết rau vô mình trụng. Mình trụng qua vậy nó sẽ giữ được cái màu xanh, cái màu tươi của rau nha. Rau mình luộc mình trần sơ qua cũng được rồi nha. Nó vừa chín thôi. Mình sẽ vớt mình cho qua nước lạnh. Chứ mình trụng lâu quá cái nó sang màu thì nó chín quá, cái nó ngã màu khác rồi, nó không còn đẹp nữa. Mà ăn cũng không ngon nữa. Mình cho qua nước lạnh đang giữ được cái độ giòn của rau. Giữ được cái màu đẹp luôn. Tất cả mình đã chuẩn bị xong hết rồi, bây giờ mình sẽ đi xào mực. Mình cho vô đây là mỡ nè. Đợi mỡ sôi lên thì mình cho hành tỏi băm vô mình phi thơm. Mỡ cũng sôi rồi mình cho hết hành tỏi băm vô. Phi cho nó vàng thơm lên rồi mình mới cho mực vô nha. Hành tỏi cũng vàng thơm được rồi mình cho hết mực vô. Mình thử vậy nè cho mực nó thơm, nó không có còn tanh nữa. Với lại con mực này nó cũng không có tanh lắm nữa nè. Nãy có mấy con có trứng nữa nè. Mình lấy lại. Mình sẽ nêm vô mực ở đây là nửa muỗng bột ngọt. Mình thêm vô là 1/4 muỗng bột nêm. Cho vô 1 muỗng lưng đường. Cho vô một xíu muối thôi nha, nhiều quá nó mặn lắm. Mực rất là tươi luôn, ngon quá. Mực mình nêm xong rồi mình xào nãy giờ cũng được rồi. Mình cho hết rau củ vô, rau củ này nó cũng đã chín rồi nè.
Wow, đẹp quá. Cái mực với cái rau củ quả này nè, mình xào cũng đã được rồi nha. Trong đây thì nó có ra nước nè cả nhà. Giờ mình sẽ chắc bỏ hết cái nước này, chứ để thôi để vô mì á, mì nó nở thôi quá, ăn không có ngon. Mình sử dụng cái chảo xào mực với rau củ nãy nè. Giờ mình sẽ phi một miếng hành tỏi, mình cho mì vô mình trộn. Mình cũng cho hành tỏi băm vô mình phi cho thơm. Hành tỏi vàng thơm rồi, mình cho hết mì vô, xào lên. Trong mì này mình cũng nêm nha, mình cho vô đây là 1/4 muỗng bột ngọt, 1/4 muỗng bột nêm, mỗi cái mình cho một xíu thôi, tại nãy tôm gao mình có nêm cũng vừa ăn rồi á. Cái này thì mình cho thêm một muỗng dầu hào nữa. Rồi trộn đều lên. Mì mình xào cũng được rồi nè. Giờ mình cho hết tôm, mực. Mực chứ lộn. Mực với rau củ mình cho ngược tới vô. Mình trộn đều lên nữa là được. Hôm nay mì xào của mình bị full topping này. Topping hơi nhiều hơn mì. Và thế là chảo mì xào mực của mình cũng đã xong rồi nha cả nhà. Rất là đơn giản luôn. Ôi nóng ngực quá anh ơi. Ngực bữa nay trời không có nắng. Đi ăn cũng có cái gì đó vui. Hình như mình là cái điệp khúc hả? Điệp khúc của mình là nó vậy. Đã làm xong mì xào mực rồi cả nhà ơi. Mời cả nhà cùng ăn mì xào mực với hai vợ chồng mình nha. Mời cả nhà. Giữa trưa nắng nóng ăn một, không phải là một mâm nữa là một gì anh? Một xìa hả? Một xìa. Cộng mì nó tơi ngon ha. Ừ, làm gì ngon quá nè. Mời cả nhà nha, ăn một con cái đầu mực. Con mực anh thích nhất ăn cái này nè. Giòn. Còn gì nữa đâu anh. Hình như ai cũng thích giống anh. Chan nước tương vô, chấm luôn hả? Chấm luôn. Mời cả nhà. Mình sẽ chan một miếng nước tương vô đây. Mực. Ngon. Ngon quá, giòn thấu. Mực tươi ghê, anh mua mực tươi với lại mình đi gần biển nữa nè. Cộng mì mình làm gì nè, nó không có bị ra nhựa. Nó rất là ngon luôn. Rất là tơi. Còn trụng qua nước sâu rồi nó làm như nó ra cái nhựa, cái nó sẽ bị dính mì với nhau. Con mì giống như nó. Nó tươi 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 vậy. Mời cả nhà nha. Ngon quá cả nhà. Mời cái hang ha. Cái gì? Cái rau này nè. Giòn ghê. Cải súp lơ. Súp lơ. Bông cải. Bông cải xanh. Đi mua bông cải ta nói. Đứng ngơ ngơ. À, mua bông, có bông cải không chị? Đứng ngơ. Có súp lơ không mà. Tại mỗi chỗ kêu thứ vậy. Mỗi một vùng, mỗi một nơi sẽ kêu khác nhau. Bông cải thì mình làm vậy. Nó giữ được cái màu ha. Mà nó giòn nữa ha. Nó vừa chín tới á. Còn thấu quá. Thank you.
mình mà ngâm nước đá nó còn giòn dữ nữa. Mình tại vì mình thấy thôi ngâm nước lạnh được rồi, vừa vớt ra cái nó bị nóng á thì mình thay nước, mình đổi, mình đổ nước đi, mình thay vô nước lạnh khác. Mình như á làm món gì mà rau nè trụng qua trần quá giống vậy á, nó đều ngon hết, nó giòn hết, mà nó giữ được cái màu đẹp nữa. Ok, vừa ăn ha. Ừ, ngon. Con mực tính nó cũng không bị tanh, đâu cần nước sốt của mì đâu. Ừ, vừa ăn luôn. Nước sốt mì cũng gia vị vậy á, mà có thể là nó nhiều hơn nữa. Nó có cái mùi của gặt chân của nó. Cái bông năm cẳng. Em tỉa nha, hồi đó em cũng bắt chước anh tỉa không có được. Nó không có điều tay, không quen. Có khi em tỉa cũng đâu có điều đâu. Có khi tỉa nó có bốn cánh à. Ừ. Nhưng mà đa số tỉa bốn cánh là nhiều nhất. Tại vì cái củ cải nó nhỏ quá ha, tỉa năm cánh hơi bị khó. Chia nó không đều nữa. Mình gấp vậy là hồi mực nó nằm lại nhóc luôn á. Mực nhiều ghê. Em mua bao nhiêu mực, ký gửi không? 1 ký gửi mực. Có 5 cái mì mà ký gửi mực. Vậy này mực, thích, mình thích ăn mực mà hai vợ chồng ai cũng thích ăn mực, thì mua mực nhiều nhiều ăn cho nó ngon. Mực tươi. Bữa nào mua mực mực nang gì nướng vậy mà, ngon. Ừ. Mực nang con nhỏ 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 mà người ta làm sẵn á, nhìn thấy tươi lắm. Mực này về á, cái rút cái đầu nó ra, cái là nó ra hết trơn à. Ừ. Này cái đầu. Ăn không? Ừ, ăn quá rồi, em ăn. Rồi, tấp pin không nè. Gấp một hồi còn lại tấp pin không? Rồi hết mì rồi. Trời ơi, lâu lắm rồi. Hôm nay mới được ăn mì tôm á. Mình có bầu mình cũng hạn chế ăn mì tôm lắm, mình sợ nóng. Nhưng mà mì này ăn gì không nóng đâu. Ha. Ngâm ra thôi. Mì dạng như mà mì gói á, có gói dầu đâu nữa. Thì nó hơi nóng. Lại mì xào này em cảm thấy giống như là nó mì tươi vậy đó. Nó không có bị vàng cái mì. Chắc là con ta có cách làm riêng. Nó có vàng như mì kia. Cái ớt chứ ăn nó ngọt ngọt ăn. Thơm nữa. Có khi á, làm ra cái mùi ớt là ăn không được, nhưng mà xào này ăn được nè. Con hỏi em làm cái gì? Sườn xào chua ngọt. Em cũng xào nè, anh cũng ăn được. Cũng ăn được. Hết ớt luôn. Hình như với em, ớt này nó, em trần qua về là nó mất bớt mùi hay sao? Nó mới nồng không? Có người ăn không được đâu. Cái mùi nồng, nồng quá ăn không ngon chứ gì. Mực nhiều quá, quá trời mực luôn. Nãy bông cải em tính là bao sắc vậy là to rồi đó. Bây giờ mà cũng còn hơi nhỏ ha. Nó tèo lại ha. Sắc to thêm xíu nữa ha. Ừ. Rút kinh nghiệm, mấu sắc to hơn nữa. Ừ. Nó tèo lại. Cái chén tấp pin không? Vớt kiếm mì. Bữa nay mua mua cái mực. Tấp binh là cái tất cả đều nhiều cho vợ ăn. Tại vì mấy lần trước nào cũng là còn mì thiếu tấp binh. Lần này ít mì nữa không, rút kinh nghiệm. Nhưng mà như vậy nè, thằng kia là hồi hết á, nó đều nhau chứ không phải là không đều đâu, nó vừa vừa á. Quên ăn ớt nữa. Ừ. Nghe mấy nem giòn giòn đã rồi. Cái nem phải làm giòn thì nó mới ngon. Rau củ vừa chín tới thôi. Mực phi vậy xong rồi bỏ vô. Xào. Bắt mùi tanh hết chưa? Cái con mì á, làm như nó có lỗ mướt mướt á. Em cũng xào luôn. Bóng bóng không? Không có bị dính với nhau.
Món ăn nào đơn giản là món ăn đó ngon. Đi rồi, làm không mệt nên ăn ngon. Chấm đi. Ê, em chấm ơi. Đi. Nó hơi bị chéo chéo ha. Mà có hai đứa. Không chéo em, hưởng chéo ăn. Nó có hai đứa à, không lẽ ăn giờ tách ra tùm lum hết. Những cái muỗng này luôn. Có hai đứa à. Chỉ có muỗng mới múc được cái này được rồi. Anh múc đi. Anh còn. Lấy muỗng múc luôn đi. Này lấy cái bát á, thằng đứa vô một cái rồi xong. Chưa nhanh. Cẩm mì làm này nè. Em cảm giác ăn nó không có bị ngán. Ngon. Nó giống như nó giòn vậy á, chứ không phải là nó mềm. Ừ. Còn một cái nữa anh muốn ăn, em quên nãy. Lấy tương ớt á. Ừ. Chấm hả? Ừ. Không á, anh muốn ăn tương ớt chung với mì á, có nhiều người ăn mì với tương ớt á. Ừ. Thôi, như được rồi. Nước tương nó thơm hơn. Mình vẫn thấy nước tương với mì là căng á. Ăn chưa xong mà muốn sụp mí à. Nha. Trứng mực thôi mà. Đút cho nhanh để thôi anh từ chối anh không ăn. Cho anh ăn cái trứng này mực. Ăn đỡ ngán nha, trứng con mực nang á. Anh ăn ngán ghê. Một lần anh đi câu vậy anh lấy ra một chén trứng vậy nè, thấy bỏ uổng á. Nó vụt ra hết rồi. Cái đem đi hấp gừng rồi ngán. Làm cũng bài bản lắm mà ăn ngán gần chết. Nó không có cứng được như vậy đâu, nó mềm mềm mềm, mềm nó béo béo mà sao ngọt à. Mỗi lần anh thấy mực là anh nhớ ngày những xưa ngày đi ngán. Câu mực thức nửa đêm nửa hôm đi câu mực kiếm cái trên nhà. Tại nó mê cho tới trời ra ăn uống nhiêu đâu. Đem dự khi cho nữa. Nghe cái món này cũng bắt quá ha. Ừ. Dễ ăn. Mì xào thì dễ ăn. Nói chung món gì làm tới nguyên qua tới mì cũng ngon hết rồi. Nó phổ biến nè. Em chưa có nghiên cứu tới cái cách làm mì tươi. Ừ. Nhưng mình có đồ ép nè, ép được nha. Thì bây giờ hết cơ hội rồi. Làm hết nổi chuẩn bị lót ổ rồi cho nên hết cơ hội rồi. Nào phé cái đây là gắn lại đi, không bao lâu đâu. Okay. Nhà mẫu có bao lâu đâu, có 1 tháng chứ nhiều. Ngăn thôi. Giờ đó anh sẽ làm cho em ăn. Sáng mì gói, trưa gói mì. Chiều lại mì gói, hết ngày ha. Những ngày tháng, tháng nằm ổ em sẽ được làm bà hoàng. Gặp mà hả, cho ra ngoài làm cũng làm nữa. Nhưng mà sợ nằm đó chán luôn. Sợ sau này bệnh á. Nó mình nhắn thôi. Tháng nữa. Nhưng quê mà lại thế là. Nhưng mà mẹ nói á, giờ cũng không phải là tuyệt đối ở trong phòng 24/24. Tại vì cái nhà của mình á, giờ là nhà tường á, nó kín hết rồi. Chứ không phải như hồi xưa là gió đồ luồn tuôn này kia nọ. Nói chung là giờ tiên tiến hơn rồi. Mình vẫn đi ra đi vô trong nhà được. Đóng cửa nhà hả? Ừ. Vẫn đi ra đi vô được thôi. Nhưng mà làm quá thì sau này lớn tuổi rồi sẽ bị nhức mười yếu người. Nên thôi ráng cử 1 tháng thôi.
mà sống khỏe về sau này hả? Qua tháng đi cho làm. Hay là qua tháng bắt làm việc. Bù lại tháng nghỉ. Cái cọng nó giòn lắm anh nè. Nãy anh ăn quá chừng luôn mà. Vậy hả? Mới ăn trúng á. Cái cọng chân á, nãy gọt và bỏ cái vỏ ngoài á. Nãy anh ăn quá chừng luôn á. Được rồi, anh thấy. Nè, mấy cái này cũng giòn. Nói được rồi. Xết nữa, xới nữa. Xúc chứ lộn. Anh xúc nữa không? Em thấy anh có vẻ no rồi đó. Đúng rồi, anh ăn nãy hơi nhiều á. Anh ăn nhiều nhanh hơn em. Em khoái ăn cái bông cải. Nhưng mà hầu như bông cải cũng ngon quá. Cái nào cũng khoái hết. Nó giòn giòn, ăn nó ngon. Cho anh xúc nữa. Súp tấp binh. Giòn ghê. Giòn tấp binh. Nè anh, hút này luôn đi. Hút luôn đi. Hơi mì nhiều quá. Ngon hả? Cho miếng mì vô. Trời, ăn xong ngủ ngon lắm. Xong rồi thức dậy làm việc tiếp. Xong rồi nằm lật ngang đây ngủ luôn. Cái gì cũng phải nghỉ ngơi. Xong rồi mới làm tiếp. Vì người ta nói vậy anh có hực mới giật được đạo hả? No bụng mới làm việc giỏi. Nói vậy thôi chứ mình đâu ăn hết nổi một lần. Trời mì hết. 5 gói mì lận. Một người là ăn tầm 1 gói. Ngân ghế mì với lại mực này còn lại chắc cũng cỡ 1 kg. Vì rau nữa, ăn thấy không? Mà sao chung như vậy ngon ha? Ngon. Nó hòa quyện với nhau. Cả nhà những ai mà chưa thử cái món này thì mình thử đi nha. Thử làm theo cái cách của mình là mì tôm là sẽ trụng qua nước lạnh, chứ mình ngâm nước lạnh xong rồi mình đem mình xào, chứ mình đừng có trụng qua nước sôi. Trụng qua nước sôi xong á, rồi cái nó đổ nhựa ra ăn ngán lắm. Còn mì nó ngon. Có thể như vậy nó bị nó dính với nhau mà gời gời thôi. Còn cái này thì nó bời gời. Còn mì nó bóng lưỡng à, nó không có bị dính với nhau. Ăn không có ngán cho nhờ. Không có ngán. Ăn hoài hoài. Nhưng mà no phải nghỉ. Mình có thử là trụng làm cách là trụng nước sôi rồi. Ăn ngán lắm. Quá không, có một con gió. Cái gì vậy ta? Cái gì vậy? Cái cục... Ngay cái trứng á, cái đầu cục trứng á. Nó mềm mềm giật mình. Không nhận cái cọng thì giòn dữ thiệt luôn á. Để mình kiếm cho em. Bởi đâu có bỏ đâu. Để qua một bên thôi. Gọt cái vỏ. Em ăn vậy chưa? Anh là anh xước. Lấy cái dao á, xước 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 à. Biết sao không? Mình biến á. Cắt cho nó nhanh. Ngon hả? Ngon. Nên mà ăn chơi chơi rồi được. Tại sao hôm nay em lại ăn sao anh? Tại ăn quá nhanh. Anh mà đói bụng là ăn nhanh lắm. Ồ ồ ồ xong rồi. Ăn mực ngon quá không? Làm xong đói bụng ăn đến ngon cái nha. Mực nó làm vậy nè, nó chín á mà nó không bị teo. Để là mà xào để ra một chảo nước luôn á. Con mực nãy nó ra có chút xíu nước chứ gì. Hai vợ chồng ăn cũng món nửa xè cả nhà ơi. Nói chung là hai vợ chồng ăn chắc cũng được 3 gói mì á. Nhưng mà tại vì topping quá nhiều đi cho nên là ăn không có hết nổi, cũng lưng được nửa mâm nha. Quá sao ngon luôn cả nhà ơi. Rau củ làm gì nó giòn ăn ngon ghê á. Rồi hai chồng mình cũng ăn xong rồi. Cảm ơn cả nhà đã xem hết video hai chồng mình ngày hôm nay. Mong cả nhà ủng hộ kênh hai chồng mình trong những video tới. Mong những ai yêu quý hai chồng mình cho hai chồng mình xin một like, một đăng ký kênh để ủng hộ hai chồng mình nha. Còn bây giờ thì bye bye cả nhà, hẹn gặp lại.